Mới đây, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng phụ nữ tại những nước bị ảnh hưởng bởi Ebola có thể nằm trong nhóm những người dễ nhiễm bệnh nhất vì vai trò đặc thù của người phụ nữ luôn là người chăm sóc chính trong gia đình. Phát biểu tại Rome, Ý vào cuối tuần qua, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cho biết vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất khiến họ dễ bị nhiễm Ebola. Một số báo cáo từ những nước nằm trong trung tâm dịch Ebola nói rằng phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm rất cao, một phần vì họ luôn là người chăm sóc chính trong gia đình, một phần vì họ tham gia hầu hết các hoạt động trong gia đình và điều đó có thể khiến cho họ dễ dàng bị nhiễm bệnh. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là WFP, hiện đang cung cấp lương thực cứu trợ cho hàng chục ngàn người tại những nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola. Ông Nabarro nói rằng nếu không có lương thực hỗ trợ, những bệnh nhân sống sót sẽ không có gì để ăn. Chế độ dinh dưỡng tốt là điểm mấu chốt để cho những bệnh nhân sống sót có sức khỏe để chiến đấu lại những tác động của virus Ebola. Cho đến nay, WFP đã hỗ trợ lương thực cho gần 1,5 triệu người.